Chiều ngày 2 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đã phân công ông Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế, tạm thời phụ trách công việc của sở này sau khi Giám đốc Sở bị khởi tố. Tối ngày 1 tháng 3, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số những người liên quan có giám đốc và nguyên giám đốc của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Cao Minh Chu, bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc sở và 9 bị can khác. Nhóm bị can thuộc Sở Y tế Cần Thơ, chủ đầu tư, công ty NSC, đơn vị dự thầu, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế MediConsult Việt Nam, đơn vị tư vấn thẩm định giá. Các bị can, bị cáo buộc đã có sai phạm về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại sở này.